Rồi, xin chào tất cả quý bà con. Ngày hôm qua thì bà con nhớ là tôi đã đăng tải cái thông tin bắt chủ tịch tập đoàn Thuận An rồi ha. Đó. Thì hôm nay tình hình rất là căng. Đây, mời bà con xem đây nha. Báo Tuổi Trẻ nha bà con. Báo Tuổi Trẻ. Bộ Công an đề nghị Đắk Lắk cung cấp hồ sơ gói thầu liên quan tập đoàn Thuận An. À, nói chung là người ta nghi ngờ thì người ta mới đề nghị cung cấp, không? Mà ở Việt Nam nghi ngờ là tiêu, là bởi vì chắc chắn là sẽ có chuyện. À, đấy, kiểu như tiền mà tiền lót tay để mà đấu thầu ấy, mà lót tay để đấu thầu thì cũng phải cấp bự mới ok được nha. Đây, bà con thấy trên cái ảnh này không? Gói thầu số 3, đoạn nối đường Tránh Đông và Tây Quốc lộ 14. Có tập đoàn Thuận An thi công vẫn chậm tiến độ, đang rất nhếch nhác. À, cái đường quốc lộ 14 nè, chậm tiến độ. Ngày 16 tháng 4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết C03, tức là của Bộ Công an đó, đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An tại tỉnh Đắk Lắk. À, tiêu chưa? Đã tiêu chưa? Theo tôi thì sắp tiêu. Sắp tiêu là cái chắc. Kiểu này thì không thể không có chuyện là không tiêu nha bà con. Đấy. Đấy. C03 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan. À, các sở nha, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan mà đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk nha. Tôi cho rằng tầm cỡ chủ tịch hoặc phó chủ tịch tỉnh hoặc thậm chí bí thư cũng không thoát, không đứng ra ngoài đâu nha bà con. Không đứng ra ngoài đâu nha. À, C03 đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng. À, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột, đường Tránh Đông. Đây, tiêu rồi. Tiêu rồi, không nói năng gì cả. À, bởi vì sao? Đã bắt cái ông chủ tịch tập đoàn này rồi. Và ông cái tập đoàn này đang thi công nhiều nơi, trong đó có Đắk Lắk. Và bây giờ đề nghị cung cấp. À, thấy chưa? Rồi, tiếp này. Hồ sơ đề nghị bao gồm quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Đấy. Mày à bưởi. À, tiêu rồi. Thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu. Chà 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 chà. Quá căng nha. Quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, u cha cha cha, trời 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 trời. Trời, cái này tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Kết quả lựa chọn nhà thầu, ô trời trời trời. Và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3, rồi, rồi, rồi. Tôi tin chắc chắn là tiêu. Không bao giờ có chuyện không tiêu nha bà con, không bao giờ. À. Rồi. Ngoài ra C03 cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết thực hiện hợp đồng thi công xây dựng tạm ứng, u trời trời. Thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án và gói thầu số 3. Ô, rồi rồi rồi. Cái kiểu này thôi không sống nổi rồi bà con, không sống nổi rồi. Không sống nổi rồi. À, C03 cũng đề nghị Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án trên. Ô trời trời. U là trời, u là trời, u là trời. À, ở đây tôi mở ngoặc lên một chút xíu. Bộ Công an C03 mới có quyền này nhé.
chứ còn như cái ông ủy ban nhân à, cái ông cơ quan điều tra của công an tỉnh Thái Bình thì không thể có cái quyền này. À, bà con nhớ vụ Lưu Diễn không? À, ông là cơ quan điều tra của công an Thái Bình, ông cũng phát công văn kiểu này đấy. Làm gì có, chỉ có C03 của Bộ Công an thôi và các cái cơ quan khác của Bộ Công an. Rồi tiếp này, gói thầu có tập đoàn Thuận An thi công vẫn chậm tiến độ. À, chậm tiến độ, chậm, dĩ nhiên chậm tiến độ chưa là vấn đề. À, vấn đề là có giết chắc gì giặc gì ở trong đó không, nhưng chậm tiến độ vẫn là dấu hiệu cần phải thanh tra kiểm tra. Kiểu giống như là mấy ông đi xe gắn máy ngoài đường á, thí dụ như quên đội nón bảo hiểm hoặc là đội nhưng mà cài dây đồ thế này thế khác thì công an tuyết coi lại và kiểm tra giấy tờ đó, kiểu nói như vậy. Đưa dự án đường Tránh Đông có chiều dài hơn 39,6 km qua địa bàn ba huyện Cư Mờ Nga, Cư Cun, Krông Park và thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng vốn phê duyệt ban đầu hơn 1.500 tỷ đồng. Ôi trời, 1.500 tỷ đồng cái này là cũng mệt rồi. Thông thường chúng ta biết rằng một số cái dự án mà tiêu cực đó, nhà dự án tiêu cực đó, thì 1.500 tỷ đồng thông thường là mất bén nó đi 500 tỷ đồng. Có tiêu cực thông thường. Còn ở đây thì chưa biết là thế nào, phải không? À, chưa biết có tiêu cực hay không, phải không? Đó, phải nói rõ là như vậy. Chứ không phải nói rằng là ở đây là mất bén 500 tỷ đồng đó nha. Dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Ôi giời ơi, dự án này chậm tiến độ, đội vốn, chủ đầu tư nhận kiểm điểm. Đây, đó là về mặt hình thức thôi. Tức là do chậm tiến độ, cái đó không phải rằng là không phải bắt lỗi ở chỗ đó, bắt lỗi ở chỗ là chỗ khác, nằm chỗ giết chắc, giết giặc bên trong, chứ không phải chậm tiến độ. Chậm tiến độ cái này là thuộc về dân sự thôi, có thể phạt đồ này kia kìa nọ, đội vốn cũng là như vậy. À, thì cái đó chưa sao, nhưng mà cái có phết phẩy đó. À, theo quyết định điều chỉnh của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020, cơ bản hoàn thành trong năm 2024 và hoàn thành thủ tục đưa vào khai thác năm 2025. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.841 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng. Tăng thì chưa sao, tăng không là vấn đề, chậm cũng không là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ trong bóng tối. Trong đó gói thầu số 3 dài hơn 20 km, giá trị hợp đồng hơn 490 tỷ đồng, khởi công ngày 9 tháng 12 2021 do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn, tổng công ty xây dựng Trường Sơn, tập đoàn Thuận An thi công. À, đây có tập đoàn Thuận An vào trong này rồi. Chà chà, coi thử, chúng ta chờ xem nó như thế nào nha. Đây cái đoạn đường đó đây. À, đó. Nói tóm lại theo tôi, vụ này sắp bùng nổ tới nơi rồi. À, sắp bùng nổ rồi. Chắc chắn luôn, sắp bùng nổ rồi. Đấy.